anh ai đẹp hơn ạ? À? Tất nhiên là em đẹp hơn rồi, bả sao bằng em được? Tất nhiên là em đẹp hơn rồi, bả sao bằng em được? Tất nhiên là em đẹp hơn rồi, bả sao bằng em được? Bả sao bằng em được? Ai út thì mà em lúc nào cũng đẹp hơn bả thì nghĩ sao em mà còn trẻ, đúng không? Em đang ở đâu vậy? Anh đây có bồn dừa nước ngon nè, qua ăn với anh đi. Dạ, em bảo chị nè. Hả? Đang ở quán cà phê phải không? Dạ. Trời, anh mới về đốn vô được bồn dừa nước vừa ăn quá trời nè, để chút anh đem qua cho em nha. Dạ. Hả? Ủa sao vậy? Anh mới đi vườn vô. Dạ đâu? Bả đâu rồi, nãy giờ anh nhìn hoài không thấy bả. Hả? Trời ơi, tướng em hả? Không gà, anh đi qua quán cà phê. Trời, ngày nào hôm qua nhìn tướng em ngon muốn chết luôn. Tướng là số 1, nhất, số chắc luôn. Giữa em với vợ anh ai đẹp hơn hả? Tất nhiên là em đẹp hơn rồi, bả sao bằng em được? Em lúc nào cũng đẹp hơn bả thì nghĩ sao em mà còn trẻ, đúng không? Dạ. Trẻ, đẹp, chân dài. Em thấy chị còn khóc hoài. Ừ, đúng rồi, bả hung dữ như vậy, bả quánh anh suốt à. Chung chung là bả không có dịu dàng giống như em. Em nói chuyện để dịu dàng, còn bả bả nói chuyện cọc lóc à. Hả? Đúng rồi, bả dữ lắm, nãy giờ bả đi đâu rồi, không có nhà nữa, mới gần thay không thấy bả nè. Anh mới điện cho em đó. Bây giờ anh có bồn dừa nước nè, giờ anh đem qua em nha. Chứ giờ để cho bả ăn làm gì? Bả già hát mà, bả già hơn cái bồn dừa nước này đó. Đúng rồi, bả vừa xấu mà vừa già, mà vừa lung nữa. Chứ đâu phải như anh qua đem qua liền luôn. Chứ ai? Hả? Trời nè, anh đem qua cho em ăn, chứ anh ngu gì để cho bả ăn. Em á là chân dài, trắng, cao. Còn bả vừa lùn, vừa già, vừa xấu, vừa mập. Ở dơ nữa. Ừ, thêm dữ nữa, đúng rồi. Thôi bây giờ anh tắt máy nha, cái anh đem một dừa nước qua cái qua quán cà phê của em á. Cái mình vô buồn, cái mình vừa ăn, vừa nói chuyện cho nó tình cảm chút ha. Ừ, tâm sự nha, nhớ chừa cơm cho anh ăn nha. Giống một lần vậy á. Dạ. Ừ, trời ơi, chuyện dạy ngồi sớt chỗ đã ba gì đó, ai như vợ già anh vậy. Cái gì? Hử? Hả? Tiếc. Thôi đi. Ừ, đi liền, chắc bả đi đâu rồi, bả đi tám nói chuyện ở đâu rồi, không có nhà để anh đi qua liền, để cho bả về rồi anh qua không được. Thôi em tắt máy nha. Anh qua liền. Không giữ nha. Dạ. Ai út thì mà. Còn có ai đâu? Còn có chồng mất gì nữa. Ai đâu? Đau quánh này đau. Quánh thì phải đau chứ sao? Ôi trời ơi. Giọng muốn gì hả? Giọng muốn gì đâu? Con nhỏ này là con nhỏ nào hả? Nhỏ nào đâu? Con nhỏ nào tại sao?
bây giờ anh phải khai ra cho em. Anh không khai hả là không có được cho em đâu đó. Cái gì có đá quần đâu mà khai à. Trời ơi dạ không giữ. Dạ không giữ. Ông hay vậy à. Hay gì? Đưa buồn vừa nước đây. Dạ. Đưa buồn vừa nước cho. Buồn vừa nước này tôi không có đưa cho bà được. Phải đem cho người trẻ là đẹp rồi ăn chứ ai mà đem cho em. Anh hay quá nè. Chàng ơi. Dạ lùn xấu. Mà đồ ăn vừa nước. Phải rồi. Vì ai mà tôi vừa già vừa lùn vừa xấu vậy ai? Vì ai? Vừa à, nước này á là nó vừa ăn. Chỉ cho cái người đẹp, người trẻ, người trắng, cái người mà tuổi vừa. Còn em phải ăn cái loại để mốt luôn ra ngoài đi. Còn nhiều lắm. Buồn nào buồn nấy nó già háp luôn đem vô trang. Trời ơi. Già ăn cái gì nữa hả? Già ăn cái gì? Già ăn cái gì? Ủa người trẻ thấy là người biết nè. Con nhỏ là con nhỏ nào? Hả? Đưa buồn nhiều nước đi. Hả? Con nhỏ là con nhỏ nào? Hả? Anh nói không? Con nhỏ nào đâu? Anh nói đâu? Không. Già muốn gì? Trời ơi. Cái quốc cá là lên đường luôn á. So sánh thì trẻ đẹp hơn nó thì so sánh. Còn bây giờ mình già chấp nhận già, chấp nhận già không? Bây giờ nhiêu tuổi rồi? Như vậy cha tôi mất mới hay sao? Tôi dám nói đâu. Già rồi, già 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 hết xíu quách. Già khu đế. Trời ơi. Dám về tôi hả? Đứng lại đấy chưa? Dạ. Không đứng lại. Không đó. Đứng lại chưa? Không. Mày làm chồng già mất chết nè. Chưa? Bây giờ cho anh cái hũ qua luôn rồi. Muốn gì? Hả? Giờ muốn gì? Ông hay yếu ha. À, sáng đi ra làm vườn vô thì vô nhà đi. Ra ngoài hè ha, ngồi nói chuyện tôi mà không ngồi đó tôi lặt ra hỏi làm sao tôi biết được ha. Ủa ra hè nói chuyện được ở trong nhà sao nói? Hả? Tôi ta nó lén thì cho ta nó lén đi. Nghe chi giờ mà người tức. Bây giờ còn cái bướng nữa phải không? Còn cái bướng nữa phải không? Không cãi thì nó sự thật chứ không cãi rồi đó. Bây giờ muốn vô nhà ở hay là ở ngoài hè này nói chuyện hả? Ở hè nói chuyện. Nói nữa. Ông hay lắm. Biết tài tôi. Ồ, già biết rửa tay nha. Sợ dơ tay. Dơ xong chưa? Nó hết trước rồi. Trời ơi. Trời. Dạ muốn gì hả? Dạ muốn gì? Quá đi, đó. Đó gì nó không giữ không chịu đó. Nó không có lửa làm sao có khói hả? Nhỏ kia điện nó chuyện dạ ngọt sớm. Như cả rem. Hả? Nó dụ ông đó, ông không nghe cái câu hả? Mập ngọt hết thì chết mùi hay sao hả? Trời ơi, dụ gì chứ không đã. Hơn như hơn về hung dữ. Hung dữ nhìn cái mặt thấy ghét khó ưa. Tức thì nè. Tức làm gì tôi? Chết mẹ. Ai út gì mà. Anh à, anh thật thà quá, em thương những tính anh thật thà. Có gì nơi đó? Ủa thì có gì nơi đó? Dạ chứ già xấu xấu lùng với lùng. Tức gì? Đúng tính tôi luôn này. Nghĩ sao nó cưới hả? Hả? Rồi giọng ghê. Đúng tính, cái tính tôi thật thà. Thật thà. Tính tôi thật thà quá. Thật thà. Thật thà nè. Ủa
Cái tính thật thà thì tôi chơi thật thà. Khen thật thà. Vô nhà ngủ đây. Đi ngủ đây. Nghĩ sao ngủ hả? Nghĩ sao ngủ được hả? Mới giờ làm vô mệt chết luôn. Gặp gì được không à? Ra đang vô nằm đó. Gặp cái gì là gặp gì hả? Ưa. Nó ưa ha, cho nó ưa ha. Hả? Nó đẹp đi ra ngoài ăn thịt nó luôn đi, ăn thịt ăn cá nó luôn đi. Đi liền nè. Đi luôn. Ủa lộn, đi đường này mới đúng, đi đường này mới đúng. Đi đường này mới đúng. Đi đường này mới đúng. Đưa trả đi. Trả sao cho nó ăn được? Trời ơi là kiểu. Có phải là anh nó không vậy hả? Thầy út thì mà nước thôi ha, giờ tới cử ăn rồi mà giờ cũng không cho tôi ăn nữa ha. Bởi vì đó nó giữ không chịu đâu đó, vậy mà đòi hiền không nổi nữa. Hiền tại vì ai? Tại vì ai mảnh cho ai muốn ai giữ, muốn ai hiền thì cho mình á. Đụng người giữ. Ta hiền thì không muốn đâu, muốn người ta giữ không à. Đụng vợ già không giữ, già hết xí quách, già già khu đế. Trời ơi là trời. Dạ đứng lại đi bà đã xác. Đây là sáng hả? Đây là sáng. Ôi đứng lại. Đứng lại chưa? Ôi mất mẹ. Hay lắm nha, nhắm tôi chửi tôi nha. Dẫn tôi đi xuống dưới nước được không mẹ? Đi sao nước? Đã biết tôi sợ nước rồi, dẫn dưới nước không à. Ai gượt gì? Vậy không vậy? Cho ngủ rồi luôn đi. Bây giờ đi luôn. Bỏ dạ dài. Hả? Bây giờ đi của ảnh luôn nè, em chuẩn bị hết cho anh đi, anh của ảnh ngủ với em ảnh luôn. Ở ảnh luôn. Bỏ ba. Rồi, anh qua liền. Có giỏi nha. Sao? Đi đi luôn nha. Đừng có bước về cái căn nhà này nữa nha. Vậy chi? Đừng mà bước về nhà này hả? Tôi hả? Tôi làm gì? Tôi làm gì? Làm gì làm gì? Tôi lấy cái giá hả? Bè, em chạy yếu đi mà. Đi tôi đi vô. Không tôi đi đâu qua bển á. Đi đâu? Bây giờ đi đâu? Hả? Bây giờ đi nè, bây giờ hai đứa đi nè, đi qua bển ha, xé xác nhỏ ra cho coi. Ủa ngu sao dẫn mà đi? Đi. Để dành tôi gặm từ từ chứ, tôi già rồi tôi gặm có non, trâu già gặm có non. Tôi già tôi gặm có non, còn bà già thì bà nhà đi. Hả? Nè ngói. Gặm có non. Tôi già trâu già gặm có non không? Tôi già gặm có non mới được, còn tôi
Vậy chứ bà già tôi gặm rồi tôi còn cái nấu không sao tôi gặm nổi. Ê út đi chịu nó giữ không chịu đó, nó kia nó hiền khô à,
không có, anh nói em kiềm khô rồi, mấy đứa kia không bằng em đâu. Ủa em hỏi anh à, vậy chứ anh có chọc tức nó không? Không. Ừ không, nó đâu có hờ dữ vậy anh. Còn hả, tại vì nó đâu làm gì đâu anh chọc tức nó. Hả? Ây da. Không có, vô tại nó chơi vô tắm rồi chút chiều anh mới đi qua nó, giờ anh không đi đâu. À chút chiều anh vô anh ở đây tới chiều luôn, không đi đâu hết trơn á. Mấy cái chết cho tôi. Vợ già vợ không giữ, già không giữ gì nói gì, nó già không chịu, nó không giữ không chịu. Ê trời, già xấu. Hai chiều nay ta đi cà phê. Cà phê ôm. Hả? Cà phê có con dễ trẻ.